Chào bác nhé, nay có hai con máy echo rất là đẹp này các bác này, hai con máy cưa. Hàng này thì em vừa mới về hàng sáng nay nhé, nhặt ra hai con máy rất là đẹp lên giới thiệu cho các bác này. Hàng này thì là máy chưa dọn nhá, chưa dọn còn nguyên đất Nhật các bác này. Đây thì đầu tiên giới thiệu cho các bác con cưa echo 452. Con này thì đây là một cái đầu máy rất là đẹp nhá. Đấy, máy được trang bị công suất là 45cc, con này thì quá VIP rồi. Hàng này thì thích hợp cho các bác đi khai thác chuyên nghiệp. Đây thì hàng về nó có cái đầu máy này này, thì bác nào làm thì liên hệ nhá. Cái này thì em bao hơi bao lửa cho các bác nhá, bao hơi bao lửa các bác về tự dọn nhá. Con này được trang bị công suất là 45cc, thì máy không lam xích. Thì lam xích này thì các bác mua những cái bộ lam xích của Trung Quốc lắp đều là ok hết nhá. Đấy, là chạy xích đại này, làm đuôi to. Đấy, con này thì đây, máy rất là đẹp này. Series này là 7030793. Đây, nhìn cái côn của nó này, quá mới luôn nhá, rất là đẹp. Con này thì trọng lượng máy khi các bác lắp lam xích vào rơi tầm 7,5 cân nhá. Đấy, rơi tầm 7,5 cân thích hợp cho các bác đi khai thác chuyên nghiệp, đi xẻ nhá. Máy này thì dọn lên thì bao đẹp trên 90% luôn, quá đẹp luôn các bác ạ. Thì em bao hơi bao lửa nhá. Còn là các bác nào con này thì em báo giá công khai, giá là 1 triệu. Đầu máy này là 1.500.000 bao phí ship cho các bác nhá. Thì con này quá đẹp luôn các bác nhá, 1.500.000 bao phí ship nhá. Và các bác nào dọn đấy thì thêm em 200.000, em dọn nổ ngon lành cành đào cho các bác nhá. Đó. Thì các bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976123320 nhá. Thì thứ hai có con máy cưa nóng đứng siêu VIP các bác này. Con này thì rất là đẹp này. Con này cũng đẹp. Quá xuất sắc luôn các bác nhá. Đây, thì hàng bãi thì nó về nó như thế này các bác ạ. Hàng chưa dọn rửa nhá, nguyên đất Nhật thì nó về nó là như vậy. Còn khi các bác chỉ cần di phát này, đấy, đơn giản em chỉ cần xịt qua một cái máy rửa xe các bác nhìn này. Đấy. Máy mới tinh luôn này, con này cực mới nhá. Con này bao các bác mới 95% luôn các bác nhá. Quá đẹp luôn này. Các bác nhìn cái bộ lam xích của máy thì biết nhá. Đấy, lam của nó lam còn nguyên chữ này, chưa cắt, hầu như chưa cắt nhá. Cắt thì dùng chắc là tầm con này cắt được tầm 3-4 lần thôi. Đấy, hàng siêu VIP luôn. Con này thì một con echo nòng đứng rất là ngon nhá, thích hợp cho anh em cắt khai thác tầm trung. Con này thì các bác đi cắt keo kia rất là sướng, trọng lượng máy nó rơi là đi tầm 5,8 kg, cắt rất là sướng nhá, cắt rất là lợi xăng. Con này thì máy rất là mới, các bác nhìn từng con ốc của nó này, ốc 7 màu hết nhá. Đây các bác tưởng tượng là em chưa vệ sinh nhá, chưa có động chạm bất cứ một thứ gì nhá các bác nhá. Đấy, máy thì tình trạng rất là ngon. Đây giờ thử hơi cho các bác này. Càng tét này, quá VIP luôn con này này, càng tét luôn các bác, ui quá ngon luôn các bác nhá. Con này được máy được trang bị công suất là 36cc nòng 40mm, máy dọn lên thì siêu nét luôn. Con này thì bác nào làm thì liên hệ nhá. Con này giá là đi 2.700.000, và các bác dọn đẹp lên thì là 2.900.000 nhá, bao phí ship nhá. Các bác nào làm thì liên hệ nhá, máy thì bao zin từng con ốc cho anh em luôn, máy VIP luôn các bác ạ. Đấy, rất là đẹp này. Đây nhiều bác thì không biết mới nhận ơi nhỉ. Đây đấy, mới lấy tay gạt qua nhá, chỉ là cái lớp bụi bẩn nó dính nhá. Đấy, rất là mới nhá, siêu VIP luôn anh em ạ. Đó rồi, ok. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Bác nào làm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0976123320. Chào cả mọi người.